Đồ gỗ Thành Khuyên kính chào toàn thể quý vị các bạn. Hôm nay là ngày 12 tháng 3 2021. Chúng tôi quay trực tiếp ở nhà chú Nam ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Đây, hôm nay quay trực tiếp ở văn phòng của chú đây. Và chúng tôi vừa bàn giao ra một bộ sập thờ chân 24, chất liệu bằng gỗ gỗ đỏ. Vâng, đây, bộ gỗ đỏ. Sáng nay chúng tôi vừa ra một bộ gỗ hương đá ở bên Nam Đàn. Giờ chúng tôi vừa đến lúc này là đang 2 giờ chiều. Sang bên Thanh Chương đây, huyện Thanh Chương, đây, tỉnh Nghệ An. Vâng, đây chúng tôi đây, chú đặt bộ gỗ gõ chân 24. Dạ tiền 5 phân, dạ ngang 5 phân. Vâng. Ván mặt 2 phân. Đây, gỗ gõ. Đây chú quý vị và các bạn nhìn đường lối chi tiết những nét đục của đồ gỗ Thành Khuyên này. Vâng. Hàng đục rất nét. Quý vị các bạn xem rõ đây. Đây là bộ gỗ đỏ Nam Phi. Vâng. Đây. Sập thờ chân 24. Kích thước dài 2m17, rộng 1m07, cao 1m17. Đây phong cảnh nhà chú đây. Nhà rất đẹp, nhà gỗ. Đây bộ nhà gỗ 4 gian, nhà gỗ rất đẹp. Chú vừa làm xong bộ nhà gỗ, giờ chú sắm thêm bộ bàn thờ gỗ gõ nữa. Rồi. Bộ sập thờ gỗ gõ. Đây phong cảnh nhà rất đẹp. Buổi ngày hôm nay chúng tôi giao 2 đơn hàng, một đơn ở bên Nam Đàn Nghệ An. Giờ hiện giờ 2 giờ chiều chúng tôi lại sang bên Thanh Chương, cũng huyện Nam Đàn, huyện Nghệ An này, tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn. Giờ là bên huyện Thanh Chương này hiện giờ. Đấy, hàng chúng tôi làm rất chuẩn chỉ và uy tín để khách hàng khi sử dụng những bộ sập thờ an tâm nhất. Vậy ai có nhu cầu mua sắm những sản phẩm, những bộ sập thờ, cuốn thư câu đối, cửa võng, hãy xin liên hệ đến số điện thoại 039 89 49 884 hoặc trực tiếp đến làng nghề Mộc La Xuyên Vàng, xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Cảm ơn quý vị khách hàng đã theo dõi video của clip. Hẹn gặp lại.